12. Khoa Quốc tế Trường Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thực hiện chương trình dự án tặng mũ bảo hiểm, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo. Thực hiện hoạt động thường niên trong khuôn khổ thực nghiệm chung tay góp sức vì cộng đồng, dự án đã tổ chức giao lưu tuyên truyền về an toàn giao thông, nâng cao hiểu biết của học sinh về luật giao thông và an toàn giao thông, trao tặng gần 300 mũ bảo hiểm và đồ dùng học tập cho học sinh trường tiểu học Đông Phương, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động để gây quỹ như vệ sinh trường học, sửa chữa phòng học hư hỏng, lấy tiền gây quỹ dành cho học sinh nghèo, tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, làm lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Quang Trung, quận Hà Đông, giáo dục lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2017.